thừa ra không bố ăn mẹ con. Chưa chết nhá, còn ở trong này hay ở đấy thì vẫn như nhau. Còn bao giờ bố mẹ chết rồi thì anh mới làm thế, còn anh cứ làm đi rồi một lần nữa thì mình mới sẽ trách. Xong anh đánh luôn xong thế cả là anh cứ đi luôn, chứ từ chiều trưa giờ anh cũng chưa về. GLMM.me, website chơi chẵn lẻ mơ mông uy tín, giao dịch tự động 24/7, top thắng tuần nhận thưởng quà to, thắng hay thua là do cách chơi của bạn, chiến ngay tại GLMM.me. Xin chào mọi người nhé, mình Diễm Thu đây. Đấy mọi người xem cái video ra thì hôm qua rồi thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Đấy, thì mình đầu tiên là mình cứ tưởng là anh Toài anh nói chuyện với Ngọc, nhưng mà lúc mình gọi đến cho Ngọc ấy thì hóa ra là không phải mọi người ạ. Đấy, thì là mình lên mình với cả anh Toài lại một trận cãi nhau tiếp mọi người ạ. Đấy, thì hôm qua anh cũng có động chân động tay một tí thôi, thì mình vẫn còn tức mà, trong rồi mình vẫn tức bởi vì là mình cứ không biết là ông Toài ông ấy đang nói chuyện với đứa nào, mình cứ nghĩ là ông ấy đang ăn năn hối cải rồi nhưng không phải. Đấy, thì hôm trưa nay thì mình có nấu cơm. Đấy, mình nấu cơm thì mọi lần ông Toại ông ấy không có ăn cơm buổi trưa thì mình không nấu, chứ mình chỉ nấu đủ cho anh chị với cả mình với cả anh Tuyền thôi, chứ còn anh Toại thì mình không nấu. Đấy, thế xong là đến lúc mà ông ấy ngủ dậy, ông ấy không thấy quần cơm thì ông ấy cáu lên cho mình. Đấy, tự nhiên bao nhiêu ngày tháng không ăn xong là hôm nay ăn, xong bắt đầu dở trứng dở trò các thứ ra. Đấy, thế là hết cơm, còn một ít thức ăn thôi, xong là cơm thì hết, thức ăn thì cũng gần hết. Đấy, thế là ông ấy mới bắt đầu lên cơn điên, nên là ông ấy mới cầm cái bát nữa. Ông ấy cầm cái bát thì xong là ông ấy đáp một phát vào mặt mình luôn. Đấy, rất may là nó không trúng mắt mình, mà trúng đúng cái chỗ này của mình này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, cái lúc trưa nay cơ, nó còn rách, nó rách cái miếng chảy bao nhiêu máu. Đầu tiên mình không biết là chảy máu, xong mình ôm đây này. Đấy, mình ôm, mình ngồi xuống một lúc, xong là ông ấy có đứng, ông ấy đứng đấy để xem mình có làm sao không. Xong là về sau mình đứng lâu quá là ông ấy đi, hay đúng lúc mình vừa mới bỏ tay ra cái mình thấy một vũng máu luôn mọi người ạ. Đấy, thế xong rồi mình bị vào là mình cũng không có nói năng gì bất kỳ ai cả. Đấy, thật sự luôn. Mà bây giờ bố mẹ mình lại không có ở nhà, cho nên là ông ấy càng ngày càng gọi là lộng hành ấy mọi người, càng ngày càng lòng loạn, là cứ nghĩ rằng là bố mẹ không có nhà là tao muốn làm gì thì tao làm. Đấy, cho nên là hôm nay là mình sẽ tí mình sẽ đi vào trong bên nhà trong để mình nói chuyện với bố mẹ mình. Mình sẽ bảo bố mẹ mình là tốt nhất bây giờ dọn về đây. Đấy, dọn về đây chứ nếu mà cứ như này là không được mọi người. Đấy, thì thôi bây giờ mình sẽ đi vào trong bên đấy, rồi có gì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhé mọi người nhá. Ê mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi vào trong bên nhà trong bố mẹ mình. Đấy, thì tiện vào là mình cũng mang cái bát thức ăn này vào cho bố mẹ mình. Hôm nay mình nấu ốc là cầm vào cho bố mẹ mình. Thì tiện là mình cũng sẽ nói luôn cái việc cái chuyện hôm nay là anh Toàn anh như thế với mình, để xem là cái hướng giải quyết của bố mẹ như nào nha mọi người nhá. Đi. Bún vào đây lông chưa ẩm nào? Bún này mình cái gì ấy? Đi ra. Mau. Bố mẹ ơi, bố mẹ ra, con bảo bố mẹ cái lên, con muốn nói chuyện bố mẹ tí. Bài. Bài cái gì? Con bảo bố mẹ làm hôm đêm mẹ ngồi vào đây con bảo. Hôm nay thì hôm qua con với cả anh Toại cũng qua lời qua tiếng lại to với nhau, thì về cũng chỉ về chuyện của anh Toại với cả Ngọc thôi. Thì đến hôm nay thì mọi lần anh Toại cũng không có ăn uống gì cả, thì con cũng không nấu cơm nấu nước.
cho anh ấy. Thế là tự nhiên hôm nay anh dở dở thế nào, xong là anh đi ăn cơm. Anh ăn ăn cơm thì đấy hết cơm xong thức ăn thì vẫn còn ít. Thế xong là anh xuống anh không nói không rằng thì anh hỏi mỗi con là thế mày không nấu cơm hả? Con bảo là em có nhưng cả nhà ăn xong hết rồi mà lần anh không ăn thì em không nấu. Thế xong là con muốn thế thôi mà bố mẹ có biết là anh làm gì không? Anh cầm luôn cái bát anh đắt vào mặt con. Thế là may là không trúng vào mắt, thế là trúng luôn vào cái lông mày, lông mày của con bây giờ nó lòi cả thịt ra luôn bố nhỉ. Đấy, nó lòi cả thịt ra. Thế xong rồi con úp mặt xuống không? Con cũng biết nó chảy máu thì con đi ngồi một lúc. Tí nữa anh đi rồi bắt đầu con mới bỏ tay ra đúng rồi mới chảy đầy máu ra. Thế là con cũng cái này con cũng chưa nói với anh Tuyền, con chỉ vào con muốn nói chuyện với bố mẹ như thế để xem là cái phương giải quyết của bố mẹ như thế nào. Không thì bố mẹ bây giờ ở trong đây cũng thế thì thôi, bố mẹ ra ngoài kia để chứ anh Toại bây giờ anh cứ ở ngoài kia anh lộng hành lên ai anh cũng coi thường hết, kể cả chị Hậu biết cả anh Đạt cũng thế, anh coi thường hết, cứ nói động chạm gì đến anh đấy một phát là bắt đầu anh quay sang anh chửi luôn. Bây giờ bố bảo bây giờ bố mẹ vào đây ở cho nó bớt cho nó rộng đi, cho nó rộng thì ngoài đấy cho mấy chị em ở cho nó rộng đã, thì bây giờ khi việc xảy ra như thế thì cứ bảo thì bố mẹ anh biết, thì bây giờ là tối thì có gì tối bố mẹ ra bố mẹ xem ngoài nó xem tình như nào như thế. Bây giờ vào đây thì không biết được, bây giờ đúng vào đây cho nó chứ là bố mẹ nó rộng thì bây giờ ngoài nó cứ cãi nhau như nào thì làm sao không biết được, thì bảo thế thì bố mẹ biết rồi thì có gì để tối bố mẹ ra xem nói chuyện nó xem tình thì cứ có như thế thôi mà anh ấy bảo là bây giờ bố mẹ không có ngoài đấy tâm thích làm gì thì tao làm, bao giờ bố mẹ về thì lúc đấy tính sau. Xong hôm vừa rồi anh còn đưa hai cái em gái của anh về, xong rồi anh ấy ở phòng của bố mẹ, xong anh ấy bắt con lên lấy chăn lấy chiếu, con không lên là quay sang là đã tức từ hôm đấy rồi. Thế rồi cứ để tối ra bố mẹ ra bảo nó có cái đứa nào đi đứa nào để về bố mẹ là bảo xong là con thì hôm qua con lại cứ tưởng là anh Toại anh gọi điện cho Ngọc, nhưng con cũng rình con thử xem cho là anh nói chuyện với ai mà bảo là anh đang dọn dẹp các thứ, hôm qua tự nhiên anh ở nhà cả ngày xong anh dọn phòng các thứ, con tưởng là gọi điện cho Ngọc, nhưng con cũng gọi điện con bảo Ngọc là thôi bây giờ về rồi này còn có giấu giếm làm gì. Thế Ngọc bảo là tôi có giấu giếm gì đâu, xong rồi nói Ngọc mới nói ra là không phải là anh Toại anh gọi điện cho Ngọc. Thế con mới biết thì hôm qua con nên con mới hỏi, con bảo là thế anh nói chuyện với ai mà anh ấy lại dọn dẹp nhà cửa các thứ. Ngọc em hỏi thì con bảo không phải, thế là mới thế luôn mà đến hôm nay anh cầm cái bát anh bắt mặt con như thế. Bây giờ không có đã thì bố mẹ cũng không có ở ngoài đấy nữa, thế là anh càng muốn làm gì thì làm, cả ngày anh không về, cơm nước anh cũng không ăn, xong tự nhiên hôm nay anh ấy dở dở anh ấy ăn, thế là con không nấu cho anh ấy, thì là anh ấy bắt đầu quay ra anh sinh sự các thứ. Thì bây giờ về bảo nó là bây giờ anh con cơm nhà đâu mà em biết mà em nấu hôm nào nó cũng thừa ra thì bảo nó thế. Thế mới cả là bây giờ ngày nào cũng nấu cứ thừa ra không ăn. Mẹ con chưa chết nhá, còn ở trong này mẹ ở đấy thì vẫn như nhau, còn bao giờ bố mẹ chết rồi thì anh mới làm thế, còn anh cứ làm đi rồi một lần nữa thì mình mới sẽ trách. Xong anh đánh luôn xong thế cả là anh cũng đi luôn, thế từ chiều trưa giờ anh cũng chưa về. Thế anh Tiến cũng hỏi con mà con cũng bảo là không có gì các thứ vậy. Anh Tiến sang thấy mặt anh Toại cứ lầm lầm lì lì thế là anh Tiến hỏi con bảo là không có gì, con cũng chưa nói là anh Tiến anh Toại anh đánh con. Bố mẹ cứ xem nào, bố mẹ về bố mẹ nói chuyện với anh ấy chứ giờ cứ như này là con không chịu được bố mẹ. Thì cái chuyện gì nó cứ từ từ để bảo nhau để bảo rồi nó hiểu ra, còn cứ để xem một vài lần nữa xem thì bố mẹ tính, nó cứ như thế thì bố mẹ sẽ tính, còn bây giờ nó không có đấy thì nó thích làm gì nó làm, không thể để cho nó như thế được. Bây giờ đến anh Đạt với cả chị Hậu anh còn không tôn trọng,
anh cứ a động nói phát là anh sùng nhảy bổ lên luôn, anh nói chửi lại luôn. Bố mẹ ở đây, bố mẹ ăn cơm, con đi về nấu cơm. Cứ về đi, cứ kệ nó. Bây giờ cứ bình tĩnh kệ nó. Vâng. Con chào bố mẹ, con về. Ừ.